chào cả nhà và các bạn nha. Hôm nay lại khoe với cả nhà coi những cái chú ruồi của chăn nuôi trong nước nè. Tụi nó đẻ nè các bạn, khiếp không? Các bạn nhìn thấy nè. Đây những cái bể trứng nè. Những cái bể trứng to cỡ này nè. Chăn bảo đảm với các bạn, nếu mà các bạn nuôi sâu khô không bao giờ mà trứng đẻ bự như vậy đó luôn các bạn. Chẳng có thể phóng to cho các bạn xem nha. Quay sát không? Rùi nó bu lên camera không coi được các bạn chờ chàng tí nha. Đây, cái nhà nhìn thấy nha. Chúng cực kỳ là to luôn. Các bạn nhìn thấy nha, cái thành gỗ nó đẻ đầy lên hết luôn á. Mà cái mùng ruồi của Trang chỉ có mấy con ruồi thôi các bạn. Cái nhà nhìn thấy nha. Đây là ruồi hoàn toàn Trang nuôi trong nước, rồi Trang mới đem lên làm giống đây. Hồi tối cả nhà thông cảm nha. Tại vì khi vô mùng ruồi cạo lúc nào cũng phải cạo ban đêm, nên Trang toàn là cạo trong mùng ruồi không, Trang mới ra ngoài cạo đó các bạn. Thì ở đây Trang lấy trứng cũng không nhiều, lấy một lần chỉ một lạng, nhiều lắm là hai lạng thôi, chưa bây giờ Trang lấy hơn cả. Nhưng mà cạo rất là nhanh. Đấy, Trang quay cho các bạn xem toàn cái mùng của Trang nha. Đây còn hơi ánh sáng, có mấy con ruồi thôi các bạn. Chỗ này là ruồi nhiều rồi đó các bạn, mấy chỗ khác là ruồi rất là ít thôi. Cái mùng của Trang thì diện tích chỉ có 3m, 7m, cao 3m, ngang 3m, dài 7m các bạn. Nhưng mà ruồi rất là thưa luôn, cái lượng ruồi cực kỳ là thưa. Nhưng mà nó đẻ rất là đạt các bạn. Đây các bạn nhìn cái chỗ mà để cho ruồi nó đẻ thì Trang để nó hơi sệt sệt như vậy nè. Trang bỏ ít cá nha cho nó tạo cái mùi hôi á các bạn. Có cái mùi nhữ ruồi ở này đẻ nhiều hơn. Các bạn nhìn mấy cái thanh gỗ của Trang nè. Trang lật bên đây các bạn dễ coi, lật bên kia nó tối quá. Đây. Các bạn thấy nha, nó đẻ đầy luôn. Trang mới cạo có hai thanh thôi mà nhiều vậy đó. Các bạn nhìn nè. Dạ, trứng ở dưới quá nhiều. Quá nhiều quá. Thành nào cũng như thành đó các bạn. Rất là nhiều luôn. Còn cái thành này hay bị thưa nè các bạn thấy không? Cái kẻ nó thưa thì ruồi nó đẻ rất là ít nha các bạn. Các bạn lưu ý nha. Mà làm cái kẻ nó thích một tí xíu. Đây các bạn nhìn bên đây, những cái kẻ thích nó đầy hết nha. Những cái kẻ thưa thì rất là ít luôn. Thì hôm nay Trang sẽ làm cái video để chia sẻ cho cả nhà mình cái cách ấp trứng nha. Các bạn nhìn xem cái trứng bữa nay Trang lấy nha. Đây là cái trứng 2 ngày. 2 ngày Trang lấy một lần. Thì nó có hai màu khác nhau các bạn thấy nha. Các bạn có thể so sánh một màu vàng lợt, một màu vàng đậm. Thì đây là cái trứng 2 ngày tuổi. Ở đây thì Trang 2 ngày Trang lấy một lần các bạn. Thì hôm nay Trang muốn chia sẻ cả nhà mình cái, tại vì mình lấy 2 ngày tuổi hoặc là 3 ngày tuổi. Nhưng mà các bạn muốn sau mình nó đều nhau thì nó rất là đơn giản các bạn. Trang cũng đi học từ ở thầy Hùng về cái cách ấp trứng. Thì hôm nay Trang sẽ chia sẻ cho cả nhà mình nha. Cả nhà chờ chờ xíu nha, để Trang lấy xong, cạo xong đứa trứng này cái đã. Bữa nay chắc trứng cũng khoảng tầm được 2 lạng thôi, không nhiều đâu. Thì Trang cạo xong rồi Trang sẽ chia sẻ cho cái nhà mình cái cách ấp nha. Đây là thành quả của Trang hôm nay nè cả nhà. Nhà nhìn thấy nha. Thì hôm nay thì Trang mới nói có nhà, Trang sẽ chia sẻ với nhà cái cách để mình đóng trứng ruồi nó. Tại vì ở đây thường thường Trang lấy 1 ngày tuổi, 2 ngày tuổi thì lấy 3 ngày mới lấy một lần.
thì cái số cái trứng ruồi mà nó nở nó không đều nhau, thì khi mình ấp ra mình nuôi thì sẽ con lớn con nhỏ. Thì hôm nay Trang muốn chia sẻ với cả nhà mình để làm sao mà mình ấp cho con mình khi mình đổ ra thì nó đều nhau hết nha, nó không bị con lớn con nhỏ, khi mình nuôi nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nha. Thì hôm nay Trang chia sẻ cho các bạn cái cách đóng trứng ruồi nha. Đây, hôm nay Trang sẽ chỉ cho cô học trò, là cô học trò của Trang. Trang đang chỉ cho cô học trò để đóng cái trứng ruồi. Các bạn theo dõi nha. Đặt là o xanh. Vô đừng. Đây. Bạn thích tên gì? Ui. Tiết. Tiết bàn tiếp là o xanh. Đây các bạn nhìn thấy nha, đây là một lớp giấy chăn lót ở dưới cái hộp, xong rồi Trang mới để một lớp trứng lên, bắt đầu làm thêm một lớp giấy nha các bạn. Cứ một lớp trứng, một lớp giấy, một lớp trứng, một lớp giấy. Thì các bạn lưu ý nha, mình để trứng nó mỏng thôi. Khi các bạn đóng trứng cho khách cũng vậy, các bạn cứ đặt một lớp trứng, một lớp giấy như vậy thì các bạn đóng nó rất là an toàn, nó không bị đóng cục nha. Nhưng mà phải thật là mỏng. Thêm tiếp. Put vô mất, đơ là o tên. Ba này. Đặt tiếp. Mơ là o xanh. Đi gặp thùng mà dính trứng nhiều quá. Thì khi mà Trang đi học ở dưới này về, Trang thấy cái cách ấp trứng này rất là hiệu quả các bạn. Cực kỳ là hiệu quả luôn, Trang đã thử là rất là hiệu quả. Lúc trước Trang không có ấp như vậy đâu các bạn. Trang bỏ trong một cái tờ giấy, mà giấy bằng cái những cái bịch men rải chuồng của mình đó các bạn. Thì Trang để cũng Trang để hẳn trong cái hộp ấp luôn. Nên thì khi mà nó nở thì nó cũng lớn nhỏ lộn xộn lắm. Thì các bạn có theo dõi clip của Trang từ hôm nay, các bạn thấy Trang ấp trứng đợt này nó rất là đều luôn. Nuôi cái sâu nó đều nhau lắm, nó không có bị con lớn con nhỏ. Thì khi mình nuôi con lớn con nhỏ, mình giới con lớn và con nhỏ thì mình rất là tiếc các bạn. Khi được ấp trứng bằng cách này thì nó rất là đều nha. Thì hôm nay Trang quay cho các bạn xem cái cách ấp trứng này, thì vài hôm nữa khi nó nở thì Trang cũng sẽ quay cho các bạn xem một lần nữa, để các bạn xem có ok không nha. Đây là đã hoàn thành xong nha các bạn. Thì các bạn muốn cái trứng của mình đóng đi xa thì các bạn phải chịu khó lấy những cái giấy như thế này. Cái giấy này là giấy cũ nên nó hơi có màu vàng nha các bạn. Không sao cả, khi mình ấp xong mà nó khô mình dặn lấy lại để sợ thần dụng của mình đi bỏ nha các bạn. Thì các bạn có thể lấy thêm nhiều giấy nha. Nhiều giấy chúng ta sẽ dò nó lại như vậy, để nó khi mà nó có độ nhúng, khi mà dao động nó cũng không sao nha các bạn. Các bạn đặt thêm nhiều giấy lên nha, cho nó thật là cứng cái lớp này lại. Ở đây Trang đóng trứng cho khách cũng vậy, sẽ đóng 100% là trứng hết, chứ không có vận mà trộn cám hay trộn bất cứ cái gì vào đó nha các bạn. Cũng không hề bỏ một chút cám ở dưới luôn các bạn nhìn thấy nha,
Tại vì ở đây thường thường cho đóng trứng cho khách thì 3 ngày là khách đã nhận được rồi các bạn. Thì 3 ngày thì trứng nó đã nở được rồi nha. Đây, đây là một miếng vải Trang chuẩn bị sẵn đây. Cái hộp này Trang ấp mỗi ngày nên nó mới là hộp đóng cho khách các bạn. Các bạn để ý nha, cho mình phải nhắn từ cái góc này trước nha. Các bạn nhắn cái góc cho nó sát vô nha. Đấy, các bạn nhắn phải nghe cái từng cụp, nó nghe cụp, nó sát vô nha các bạn. Thì khi mà trứng của mình nó nở, nó cũng không chui ra ngoài nha. Còn các bạn nhắn không sát, nó sẽ chui ra ngoài hết á. Các bạn vừa xem video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!